Sau 4 ngày nhập viện với nhiều bệnh lý, người nhỏ nhất Việt Nam, cậu học trò Đinh Văn Cờ đã qua đời. Chiều nay, người thân bé Đinh Văn Ca Rể, cậu bé tí hon 11 tuổi, cao 58cm, nặng gần 4kg, cho biết sau 4 ngày điều trị bé, Cờ đã qua đời. Trước đó, ngày 5 tháng 11, bé Đinh Văn Ca Rể đột quỵ tại nhà ăn của trường tiểu học Sơn Ba. Sau khi Ca Rể có những biểu hiện lạ, các thầy cô lập tức đưa em đến Bệnh viện Đa Khoa Quảng Ngãi rồi chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi điều trị bác sĩ trần đình điệp trưởng khoa hội sức tích cực chống độc bệnh viện sản nhi quảng ngãi cho biết khi nhập viện ca dễ ngưng tim ngừng thở nhiễm trùng huyết viêm não mấy ngày nay chúng tôi cho bé ca dễ thở bằng máy và dùng các phương pháp y khoa tốt nhất để cứu chữa nhưng bệnh tình vẫn trở nặng bé vẫn hôn mê sâu hơn tiếp xúc kém tiền lượng xấu sáng nay người nhà đã xin với bệnh viện để đưa bé về lo hậu sự bác sĩ điệp nói đinh văn ca dể chú xã sơn ba huyện sơn hà Quảng Ngãi là con thứ hai của anh Đinh Văn An và chị Đinh Thị Pia. Khi chào đời em chỉ dài khoảng một gang tay. Hai anh chị ca dề khỏe mạnh, không mắc bệnh như ca dề. Đến năm 5 năm tuổi, ca dề chỉ nặng 3kg, cao 50cm, cả ngày ăn được vài muỗng cơm. Do em chỉ đi được vài bước nên cha mẹ phải luôn điệu trên lưng. Các bác sĩ năm đó chẩn đoán ca dề mắc chứng bệnh hiếm gặp, xê cổ, người lùn, đầu chim. Từ năm 2016, khi tròn 7 tuổi, Ca rể được thầy Đặng Văn Cương, hiệu trưởng trường tiểu học Sơn Ba, đưa về học và ở nội trú tại trường. Thầy Cường chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ, chăm lo ca rể như con ruột của mình trong suốt 4 năm qua. Tháng 3 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã đến tận xã Sơn Ba thăm ca rể và động viên cậu bé. Năm học 2020-2021, thầy Cương đưa cậu học trò tí hon ca rể xuống sống cùng gia đình ở thành phố Quảng Ngãi, chuyển trường cho ca rể tại Trung tâm Hỗ trợ Giáo dục Hòa nhập tỉnh Quảng Ngãi.